Mến chào các bạn. Sáng nay mình đi chợ, mình thấy bầu non này các bạn. Mình mua một quả. Mà bầu vào cái mùa này nó cũng rẻ lắm các bạn. Tính ra mình mua quả bầu này là có 4.000 là các bạn. Hay là mình mua một quả bầu. Và ở nhà mình thì đã có sẵn tôm khô, cho nên là mình lấy ra khoảng 20g tôm khô á. Mình rửa đi một lần nước rồi mình chế nước nóng vô để mình ngâm nè. Mình làm bữa nay mình chia sẻ cho các bạn cách làm bầu xào với tôm khô. Thì cái chỗ này quả bầu này khoảng nửa ký các bạn. Rồi tôm khô mình đã ngâm rồi. Rồi ở đây mình có một số đầu hành nè. Rồi cái mình cũng cắt rồi mình để sẵn. Có những cái cây nó to thì mình chẻ nó ra sẵn này các bạn. Và mình có ít hành tím nữa. Rồi bây giờ đầu tiên là mình bào cái vỏ bầu nhé. Mình cắt cái phần cuống của nó xong rồi mình bào. Bầu mình đã bào vỏ xong rồi mình mang đi rửa sạch rồi. Mình chẻ ra làm hai nha. Wow. Mình cũng sử dụng cái dao bào này các bạn, để mình bào cho những cái miếng bầu nó vừa. Mình xào nó nhanh ấy, nhanh chín ấy, mà nó đều nữa. Mà mình cứ tiếp tục mình bào vậy cho nó hết cái quả bầu này nhé. Bầu mình đã sắp xong hết rồi nè các bạn. Và bây giờ là mình bật bếp lên nè. Mình bắc lên một cái chảo và mình cho vô khoảng 1 muỗng dầu ăn đó các bạn. Và khi mình thấy dầu nó đã sôi rồi thì mình cho hành tím vô này. Mình khi cho hành tím nó giòn là các bạn. Rồi còn tôm thì mình gạn bớt nước ra nha. Mình lấy cái phần sát này, mình cho tôm vô mình đảo nha. Mình đảo cho cái con tôm nó thơm đó các bạn. Mình vẫn giữ cái phần nước này để một lát nữa mình cho vô sau. Mình cho cái chỗ đầu hành vô, mình xào và bầu mình cho vô luôn. Mình đảo để cho bầu và tôm nó lẫn lộn vô với nhau này, cho đều. Và mình nêm vô đây khoảng chừng này nước mắm này các bạn. Ít thôi, cái chỗ này khoảng cỡ một cái muỗng mấy bé thôi á, chứ không phải là muỗng canh đâu. Và mình cũng nêm vô đây thêm một xíu bột nêm nữa nha. Vì cái lượng nước mắm đó là mình nêm nó ít lắm chứ không có nhiều đâu các bạn. Và mình cứ tiếp tục mình đảo cho đều. Wow, những cái con tôm của mình có 20g tôm thôi mà mình thấy quá chừng luôn này. Khi mình xào bầu nó đã hơi tái tái rồi nè các bạn, thì mình cho cái miếng nước mà khi nãy mình ngâm tôm vô đó các bạn. Vì trước khi mà mình ngâm tôm là mình có rửa tôm sạch rồi, cho nên mình sử dụng cái nước này luôn nha. Lấy phần bên trên. Và mình cứ tiếp tục mình đảo để cho cái bầu của mình nó chín kỹ hơn một xíu nữa nha. Bầu xào với tôm khô của mình nó đã sắp được rồi nè các bạn. Trước khi mà mình bắc xuống á, là mình cho vô khoảng 1 muỗng bột ngọt. Muỗng này thôi là các bạn, nó rất là ít nha. Mình đảo đều đi. Và cuối cùng là mình cho hành lá vô này các bạn. Và mình tắt bếp luôn nha. Đảo đều. Và mình cũng đơm ra dĩa để ăn luôn này các bạn. Các bạn thấy một quả bầu mình mua là chỉ có 4.000 thôi. Với tôm khô thì mình đã mua sẵn ở trong nhà. Mỗi lần mình mua khoảng 100g á. Mình cũng chiên xào nấu được khoảng 5 lần. Một lần khoảng 20g tôm. Nên là mình đã có được một dĩa bầu non xào với tôm khô. Ăn ngon mà đẹp mắt nữa các bạn. Bầu thì có màu trắng, rồi điểm những cái cọng hành màu xanh, rồi những cái con tôm thì màu hồng hồng. Rồi và mình cũng có 2 quả ớt để mình trang trí lên cho đẹp mắt nữa này các bạn. Rất là ngon luôn. Ăn với cơm nóng thì ngon lắm các bạn. Mến chào các bạn nha.